Em để tóc dài tại vì cậu em cũng bị bóng, em cũng bóng, cậu em bóng, trong gia đình em ba người bóng, ta gọi là bóng di truyền hay sao á, thật. Nhưng mà rồi em mới để tóc dài. Và em nói chị bóng nó nhẹ thôi. Cậu em bóng. Em nói chị bóng. Dạ bóng. Em bóng. Ừ, em bóng nhẹ thôi. Cái gì? Đầu là em mới đi làm, cái thấy người ta làm ngực đẹp quá đi, em cũng ham làm ngực. Em, chị tin không, em nhắn tin chừng 10 cái thẩm mỹ viện đó. Em kể hoàn cảnh em giúp đỡ em sao sao đó. Bất cứ thẩm mỹ viện nào đồng ý là em đi. Cho dù là người ta đưa em lên làm chuột bạch em cũng đi. Có nghĩa là người ta dạy nghề là cho học trò của người ta và đưa học trò người ta làm. Em vẫn đi, em chấp nhận. Em có nói trong clip mà, nàng tiên cá hiến giọng hát để được đôi chân, còn em hiến cả mạng sống để trở thành con gái. Một ngày thôi em cũng chịu. Là mới được chị ca sĩ là chị Phạm Quỳnh Anh cho em 50 triệu. Rồi xong rồi thẩm mỹ viện đó mới cho mới đưa gần 100 triệu. Rồi em mới được làm ngực là 120 triệu. Là làm ngực về là em sống với thằng chồng hồi nãy đó, ở Biên Hòa. Xây qua đầu là ham làm cái mặt. Tại mặt hồi đó là chỉ biết cái mặt em là cái mặt hình vuông, mặt hình chữ điền. Nó bị thô quá đi, với bác sĩ có, cái bác sĩ làm ngực có khám mặt em là nói là em phải hạ gò má, với lại là phải gọt cái hàm. Thì thấy em hot mà người ta kêu gì làm nấy, cứ tiêm vô tiêm. Bây giờ em bị u hai cục đây nè. Chị tin không, phải có hình đem cho chị coi cái mặt em mới đầu tiêm giờ sưng chù vù vậy nè. Em sợ luôn. Viết mà thằng chồng em nó nói một câu nè: tối nay mày ra đường mày ngủ chứ còn không tao ra nhà trọ tao ngủ, chứ quay qua nửa đêm mày gặp mày tưởng đâu ma đó. Có sưng vậy nè chị, bự lắm. Vậy là cái filler gì rồi nó không em mang. Biết nhưng mà em hỏi là phải silicon không thì người ta nói không phải silicon, bởi em ước gì em được gọt mặt thôi. Rồi sau này mà em có tiền em cũng làm cái mông với lại phẫu thuật giống gái đẹp như chị Chi gì đó. Cái xong rồi em mới ai kêu gì làm nấy. Giống như cái răng em nè, cho dù người ta kêu em đi, bây giờ người ta nói làm răng thì sợ hôi miệng, em cũng đi luôn đó. Em đi hết, em đi tắt, người ta ai làm đẹp miễn phí là em có mặt em đó. Biết là gọi là fan Kim Tiền Phi không đó, fan Kim Tiền Phi không đó, fan Kim Tiền Phi không đó, đi phi hết. Em bắt đầu làm, em nhuộm tóc, em nhuộm màu đỏ. Nhuộm màu đỏ xong cái thấy người ta nói giống như là con bị con két gì đó, em sợ. Em sợ em nói bóng gió mà còn bị người ta nói nữa, mệt lắm. Em lấy cái màu đỏ ra, lấy sẽ bị hói nguyên lợn. Là em buộc cái tóc như ông già vậy đó. Nó tóc nó bạc, nó lấy cho 7 màu trên đầu em luôn. Chị tin không, lấy cái màu đỏ mà tóc em thành 7 màu mà mắt nguyên một lợm. Em phải mượn tiền mà mình, người đó không biết làm chứ thật sự lấy em tóc mượn đó, tiền nó dễ. Em mượn, em nhớ em làm là em mượn 4,5 triệu. Trong người em còn 500 là 5 triệu. Em làm tóc là 5 triệu 6. Em thiếu người ta lại 600 ngàn. Chảy tới đâu là rụng tới đó, chảy tới đâu là rụng. Tại không đó. Biết á, không biết lấy ra nữa. Em khóc, em nói trời, tóc tôi làm để dành biết bao nhiêu năm trời, trốn cha trốn mẹ để tóc, bây giờ bị vậy. Xây qua em nói, giờ em mới gọi tóc nói cho tóc em mỏng nhánh luôn, nó ra được tới đây. Thật ra thì lúc đó coi như em coi như một cái tai nạn của em vậy đó. Do em ẩu, em ăn nó nhiễm trùng, lúc em mới làm thì nó nhiễm trùng. Là em mới vừa sửa sắc đẹp. Dạ. Thì em cũng làm từng bước một, chứ không phải là một lần mà nó trở lại bình thường như vậy được. Nhưng mà cái điều mà em dẫn đến mà đến ngày hôm nay thành công nhất vẫn là cái chỗ dựa tinh thần. Là nhờ mẹ em khuyên em để cho em có động lực. Thì đơn giản thôi là mẹ em khuyên em mỗi ngày luôn. Lúc nào cũng điện thoại hỏi thăm em rồi khuyên em sao mà cho em cảm thấy có một cái niềm tin. Chứ lúc đó là em cứ đòi chết không. Có những người khi mà họ bị những cái tai nạn đó họ sẽ giấu đi. Nhưng mà có một giai đoạn Linda sẽ post những cái tấm hình đó lên mạng. Và anh muốn hỏi lý do vì sao, sao em lại chọn đối mặt với nó. Nhiều người cứ nghĩ là em đăng lên để giống như là em sẽ cần người khác tài trợ cho em chữa qua khỏi, cần số tiền để tài trợ, nhưng thật ra không phải như vậy. Tại vì em làm em cũng có dành dụm tiền mà. Lúc đó thì em đăng lên chủ yếu là vì em muốn đối diện với cái sự thật. Nếu em muốn sống tiếp thì em phải đối diện với sự thật. Cho nên em đăng lên để cho em thấy là mình bị như vậy, nhưng mà mình phải mạnh mẽ. Dám đăng lên có đồng nghĩa với cái việc là mình sẽ dám can đảm đương đầu với cái sự thật để sống. Chứ nếu mà giấu đi thì có lẽ là nhiều thông tin, nhiều người sẽ bàn tán ồn ào hơn. Cho nên thà em công khai lên như vậy cho người ta ai biết thì biết, muốn nói gì nói. Nhưng mà có nhiều cũng khi có khi lại bị sai chiều nữa. Cũng đăng lên như vậy thì nhiều người vô rồi hài lòng hả dạ với cái tai nạn của em. Nhưng mà bây giờ
thì không cần phải nói nhiều với họ. Mấy tháng em mới chữa lành được cái khuôn mặt của em? Phải 2 năm đó chị, gần 2 năm luôn trời. Tại vì nó nhiễm trùng đâu có làm gì được đâu. Phải đi bệnh viện cho người ta rạch hết cái mặt em ra, rạch hết cái đường này luôn nè. Chứ người ta tẩy trùng ở trong đó, người ta sát khuẩn sau đó rồi để cho nó lành hẳn rồi bắt đầu mới tiêm từ từ. Chị biết không phải là tiêm một lần là đẹp đâu. Mỗi lần một ít như vậy. Tốn tất cả bao nhiêu tiền khi mà chữa hết 2 năm đó? Cũng khá nhiều tiền đó chị. Giống như tiền em làm từ từ hả? Dạ. Có bao nhiêu tiền là làm dưỡng cái mặt hết? Làm bao nhiêu dành dụm là cũng đắp vô mặt. Rồi trong cái lúc mà em chữa, em là tất cả mọi cái con đường chữa trị của em nó đều trải qua suôn sẻ hay là nó lại có một cái biến chứng gì nữa trong quá trình em chữa trị không? Tại lúc đầu là em cũng không biết là mình nhiễm trùng, em chỉ thấy nó ngứa ngứa. Rồi em để im luôn, em nghĩ là ngứa rồi uống thuốc thì thôi. Nhưng mà khi mà đi khám kỹ lại thì mới biết là nó nhiễm trùng, nó mới gây ra những cái biến chứng nhiều như vậy. Thì lúc đó em cũng nghĩ là thôi xong rồi, coi như cuộc đời tới đây chắc kết thúc rồi. Nhưng mà không nhờ mẹ em động viên em, nhưng mẹ em biết là em sẽ tìm tới cái chết á. Gặp không có ở trong nhà nữa thì mà em cứ chạy lên chạy xuống cái điện thoại liên tục. Thì nhìn mẹ em vậy thì em nghĩ nếu mà bây giờ mình chết thì mình sẽ có một khối tội lỗi ở lại. Nên là em đã... Nhiều người hỏi em là sao không chuyển giới đó. Thì em tất nhiên là em phải có lý do của em. Cái nếu mà em chuyển là em đã chuyển lâu rồi. Lúc mà em còn làm ăn được á thì em đã chuyển lâu rồi. Nhưng mà khi mà em chuẩn bị đi thì em nhìn lại sẽ mất nhiều thời gian để mình phục hồi vết thương. Và nếu như đi mà rủi mẹ em có chuyện gì thì sao? Tại vì mẹ em luôn nói là mày làm gì làm đừng giải phẫu. Không phải với cái mơ ước là em sẽ quay đầu lại làm con trai để lấy vợ lại không. Mẹ em chỉ sợ ảnh hưởng. Ảnh hưởng. Em phải để dành sức khỏe. Bởi vì khi mà mẹ em già lớn tuổi rồi thì em phải có sức khỏe để lo cho mẹ em. Nhưng mà chị hỏi em muốn, em có muốn chuyển giới không? Cái sở thích em muốn không? Em không muốn. À, em không muốn, em không muốn. Thật ra em đã có từng có muốn rồi nhưng mà sao do, suy nghĩ lại? Do cái tình cảm giữa em và mẹ quá lớn chăng? Cho nên là Linh đang sống với mẹ. Cho nên là em nghĩ là mẹ em đã hết dành cả đời vì em gì? Tại sao em không dành được một cái ước muốn hoặc là một cái sở thích nhỏ nhặt của mình mà để mình cho mẹ mình vui được? Một ngày đẹp trời mẹ em đồng ý và em đủ điều kiện em sẽ đi. Chứ không phải là em sẽ không bao giờ chuyển giới.